Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã có chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là khóa đóng mở cốp sau của Mazda 3 2017. Đây nha này. Với cái dòng của trên đời cao này thì nó đóng mở bằng điện anh em nhé, không phải là bằng cơ. Đơn giản là nó đã có ba giác điện chờ sẵn này. Đây là điểm để chúng ta sẽ bắt vào phần cốp này. Đây chính là cái phần khóa này. Đấy. Đóng mở cốp đấy. Đó. Đây. Anh em cùng nhìn thấy phía bên trong là cái bánh răng để điều khiển con motor này đóng mở. Đó. Sản phẩm là được sản xuất tại Đài Loan, được nhập khẩu và phân phối bởi An Thái Auto. Anh em quan tâm tìm hiểu cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 10319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.